Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 136. Trong dị tượng phát sáng chói mắt, ba tên thủ lĩnh chiến tướng của ba chiến giới dốc toàn lực ra tay, không hề giữ lại dưới sự áp bách từ kiếm ý thông thiên của Lâm Nhất. Chiến kỳ, bia cổ, vuốt cốt. Bí bảo có lai lịch sâu xa lần lượt thể hiện, phát ra uy lực kinh khủng khiếp. Biển lửa ngập trời, chiến mâu phóng nhanh, vuốt cốt rít gào. Họ thi triển bí bảo do giới tử để lại đến cảnh giới cực kỳ khủng khiếp. Ánh sáng từ ba món bí bảo xé rách cả không gian, càn khôn cũng như bị nghịch đảo. Uy lực kinh khủng đáng sợ nhìn mà tê cả da đầu, chưa kể đến Lâm Nhất đang đối đầu trực diện trong đó, ngay cả đám đông đã tránh xa bên dưới thánh đàn cũng cảm thấy ngực mình vô cùng khó chịu. Quá mạnh, thủ đoạn của ba giới tử thật đáng sợ. Mà cái này mới chỉ là bí bảo được các giới tử cho. Nếu bản thân họ ở đây, cầm bí bảo trong tay, e rằng ngay cả bầu trời cũng sẽ bị họ lật tung. Ánh sáng của bí bảo hòa quyện vào nhau. Lâm Nhất dùng kiếm ý thông thiên hỗ trợ, trong cơ thể bắn ra kim quang, vừa ra bên ngoài đã hóa thành bảo kiếm sắc bén. Hắn giống như một vị sát thần, kiếm ý thông thiên bao trùm toàn thân tựa như chí tôn sống lại, chẳng những không rơi vào thế yếu, ngược lại còn áp chế cả ánh sáng của ba món bí bảo. Bất kể giới tử bọn họ mạnh đến đâu, bí bảo họ để lại đáng sợ cỡ nào, tất cả đều không thể làm Lâm Nhất mất đi sự sắc bén. Chiến hồn tồn tại trong tấm bia cổ cầm trường mâu, không cách nào đâm xuyên qua chân nguyên hộ thể của hắn, thiếu niên anh linh chí tôn vung vẩy chiến kỳ, không cách nào ngăn chặn kiếm quang của hắn, móng vuốt xương cốt của hung cầm thái cổ bị kiếm quang nở rộ từ ngón tay hắn để lại từng vết thương sắc bén. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ, tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Bị chấn động bởi cảnh tượng trước mắt. Kiếm ý thông thiên, mình ta vô địch. Lâm Nhất tung ra một trường, hàng nghìn vạn tia kiếm quang nổ tung, tất cả dị tượng do ba món bí bảo tạo ra đều vỡ tan tành. Cả ba tên thủ lĩnh chiến tướng đều đau đớn kêu rên, đâm vào pho tượng voi thánh cao mấy trăm trượng. Ba người dựa vào pho tượng, sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Đây chính là bí bảo mà các giới tử đã từng sử dụng, có nguồn gốc xa xôi trong gia tộc bọn họ, kể cả ba người họ cũng không thể phát huy hết uy lực của nó, nhưng không đến mức hợp lực vẫn không thể trấn áp hắn, điều này thật khó tin. Thằng Oát nhà ngươi đúng là một con quái vật. Thanh niên áo trắng của chiến giới thần U trầm giọng nói, không hổ danh là yêu nghiệt cùng giới với nữ nhân kia. Nữ nhân kia. Sắc mặt Lâm Nhất biến đổi thất thường. Hắn thốt lên theo bản năng, Nguyệt Vi Vi. Ha ha, xem ra cũng thân nhau đấy, chắc nàng ta là người tình nhỏ của ngươi rồi, thanh niên áo trắng cười tủm tỉm, không hề lộ ra biểu cảm sắp gặp tai vạ vì rơi vào thế yếu. Vẻ mặt Lâm Nhất lập tức trở nên lạnh lẽo, ngươi biết những gì, nói ra hết đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thanh niên áo trắng cười đáp, tha cho ta một mạng. Ngươi nghĩ mình vĩ đại lắm sao? Bản thân mình sắp chết đến nơi rồi mà vẫn chưa biết. Giới tử có lệnh yêu cầu chúng ta bắt sống ngươi, nhưng cũng đã dặn, nếu như không thể bắt sống, vậy thì giết luôn tại chỗ. Nếu không phải vì ngươi đã là một người chết, sao ta có thể nói cho ngươi biết những bí mật này chứ? Nhóc con, ngươi cứ yên tâm mà chết đi. Mỹ nhân như Nguyệt Vi Vi ấy hả, chúng ta sẽ thay ngươi chăm sóc nàng ta thật tốt. Khi nào ngươi chết? Bảo cốt thương long của ngươi cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ trên người giới tử. Thanh niên chiến giới thiên càn lau vết máu trên khóe miệng, nở nụ cười xấu xa. Hắn ta đang cố tình kích thích đối phương, sỉ nhục đối phương, để cho tâm cảnh của Lâm Nhất sụp đổ. Đối với họ, chuyện này nói rất sướng miệng, dù sao ba người họ liên minh cũng đã thua, đây là nỗi nhục nhã không ai có thể chấp nhận được, uất ức vô cùng. Nhưng rõ ràng họ không hề biết mình đang người mình đang cười nhạo chính là ai. Họ đã chạm vào điểm chí mạng của Lâm Nhất. Hình như công tử táng hoa của chúng ta tức giận rồi, ha ha, đáng tiếc, cuối cùng ngươi chẳng thay đổi được gì cả. Thanh niên chiến giới huyền long thấy Lâm Nhất hóp mặt lại, không thể kiểm soát cảm xúc của mình, bèn cười nham hiểm. Giết hắn. Thanh niên áo trắng của chiến giới thần U đột nhiên lớn tiếng hạ lệnh, mặt không chút cảm xúc. Vèo. Chín tên chiến tướng đã thầm lặng giải tán từ khi trận chiến mới bắt đầu đồng loạt hiện thân, thú hồn châu trong tay họ lần lượt nổ tung. Grrr. Ngay khi thú hồn châu vừa nổ tung, trên trời xuất hiện khí tức đáng sợ, từng con hung thú thái cổ trong trạng thái linh hồn hiện ra,
vùng không gian này lập tức tối đen như mực. Giữa trời đất chỉ còn lại 9 đôi mắt đỏ như máu đang bốc cháy hừng hực như ma chơi. Mà cả 9 đôi mắt này đều nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Trận thái cổ phong yêu phát huy rồi. Dưới màn đêm bất tận, một nỗi sợ hãi không tên lan tràn trong tim mọi người, họ không kìm được mà run rẩy toàn thân, kinh hãi thốt lên. Ba người nhóm thanh niên áo trắng lại leo lên đỉnh pho tượng voi thánh, họ nhìn đăm đăm vào Lâm Nhất trong bóng đêm bằng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn. Trận thái cổ phong yêu. Thời đại thái cổ, các thánh nhân đã dùng trận này để vây hãm và tru sát hung thú man hoang, trận đồ hoàn chỉnh đã sớm không còn nữa. Hiện tại, uy lực do 9 người này thi triển chắc chắn không sánh được với cổ nhân, và hiển nhiên trận pháp cũng không thật sự lợi hại. Tuy nhiên, trên thiên lộ, nó lại có uy lực gần như khủng bố, dư sức trấn áp nhân tài kiệt xuất cảnh giới thiên phách và yêu thú. Đặc biệt là thú hồn châu do 9 tên chiến tướng sử dụng đều có lai lịch rất lớn, là do trưởng bối của 3 chiến giới lớn ban tặng. Giữa trời đất u ám, 9 đôi mắt đầm đìa máu tươi sáng rực như ngôi sao, khiến người nhìn không khỏi run rẩy. Dù đứng ở cách xa vẫn phải chịu áp lực cực lớn, khó mà di chuyển, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị giam cầm trong đó. Ngay cả hồn phách cũng bị cắn nuốt sạch. Rất khó tưởng tượng, Lâm Nhất sẽ phải thừa nhận áp lực lớn cỡ nào khi bị 9 cặp huyết nhãn nhìn chòng chọc vào như vậy. Tử cục do 3 giới lớn bố trí quả thật khó mà qua được, đây hẳn là cục diện phải chết. Lâm Nhất, chịu chết đi. Người ngồi trên đầu voi thánh phát ra tiếng gào thét trong bóng tối. Ầm ầm. Trời đất rung chuyển, trận thái cổ yêu phong đã hoàn toàn được thi triển. Một luồng hơi thở khủng bố từ trên người yêu thú phát ra. Bên ngoài thánh đàn, có hơn ngàn người bị đánh văng ra, miệng rỉ ra máu tươi, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, trong lòng lại như sóng dậy. Khí tức của bọn họ đã bị phong bế hoàn toàn, giữa đêm tối đen đặc, mắt không thể nhìn, chân nguyên cũng không thể cảm ứng được. Từ nhân tài kiệt xuất cảnh giới thiên phách đột nhiên biến thành một kẻ mù, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, không cảm nhận được bất kỳ điều gì. Giống. Chỉ có tiếng thú gầm rú kinh người vang vọng bên tai, khiến linh hồn bọn họ cũng phải run lên vì sợ hãi. Bọn họ vô cùng hoảng sợ khi nhận ra rằng dưới uy áp bực này, ngay cả việc đứng dậy cũng khó mà làm được, tay chân đều tê cứng và chết lặng. Trời à! Hung thú man hoang sống dậy à! Thật đáng sợ, ta không thể nhúc nhích được, đáng chết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Mọi người vô cùng luống cuống. Bọn họ thật sự không ngờ mình đã rời xa trung tâm trận thái cổ yêu phong rồi, vậy mà vẫn phải chịu đựng sức ảnh hưởng đáng sợ đến như thế. Vèo. Giữa vòng trời, một đôi huyết nhãn như lửa đỏ bắt đầu di chuyển trên không. Mọi người cảm giác như không gian sắp bị nứt ra, có âm thanh vỡ vụn liên tiếp vang lên, chủ nhân của những cặp huyết nhãn kia bắt đầu hướng về phía Lâm Nhất. Chúng muốn ra tay. Không hay rồi, Lâm Nhất. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn cứ thế bị hung thú xé nát hay sao? Việc này, thật quá uất ức mà. Dùng trận phong yêu để giam cầm Lâm Nhất, rồi lại dùng hung thú xé sống hắn, cuối cùng cắn nuốt huyết nhục và xương cốt một cách sạch sẽ, không chừa lại chút cặn. Đây chính là cách chết của những đại hung thú bị trận phong yêu vây khốn thời đại thái cổ, vô cùng máu tanh và tàn nhẫn. Ông ông! Giữa đêm đen, chân nguyên dao động, một đôi huyết nhãn đình chỉ động tác, dường như bị ngăn chặn bởi một bức tường vô hình. Châu chấu đá xe. Vô chi, vậy mà còn dám chống cự, không ai có thể sống sót khi bị trận thái cổ phong yêu vây khốn. Đáng thương, càng dẫy dụa càng chết thảm hơn. Ba thanh niên áo trắng trên đầu voi thánh không khỏi cười khẩy, trong mắt bọn họ lộ ra tia tàn nhẫn cùng cực. Trên thiên lộ đã từng có rất nhiều hắc mã tuyệt thế xuất hiện. Uy hiếp sự tồn tại của 3 chiến giới lớn, bọn họ cương quyết bướng bỉnh, liều lĩnh mà bá đạo, nhưng cuối cùng đều chết dưới trận thái cổ phong yêu. Đây là một sát cục, một khi bị nhốt vào đó, chết cũng không dễ chịu. Ba người này hoàn toàn không để tâm, cả ba nhếch mép cười, vẻ mặt không có chút gì chật vật như thời điểm đại bại bởi Lâm Nhất trước đó. Trả lời ta, rốt cuộc Nguyệt Vi Vi sao rồi? Trong bóng tối đột nhiên vang lên âm thanh lạnh như băng của Lâm Nhất, có cảm giác như là tiếng vọng từ địa ngục, khiến người ta sởn hết gai ốc, lạnh sống lưng. Ba gã chiến tướng đứng đầu cũng bị âm thanh này dọa sợ,
bọn họ có cảm giác linh hồn của mình cũng run rẩy khi nghe thấy Lâm Nhất hỏi. Mãi một lúc lâu sau, bọn họ mới giật mình hoàn hồn, sắc mặt cả đám hết sức khó coi, cảm thấy vô cùng mất mặt. Đồ khốn, sắp chết đến nơi rồi mà còn, hung hăng ngang ngược như vậy, thanh niên áo trắng của chiến giới thần U âm U nói, người vẫn nên quan tâm mình thì hơn. Có người mở miệng châm chọc, ha ha, không phải đã sớm nói với người à, chúng ta sẽ thay người chăm sóc Nguyệt Phi Phi. Người còn lại thì cười khẩy nói, sắp chết đến nơi rồi mà còn băn khoăn nữ nhân kia, xem ra mùi vị của ả ta không tệ. Yên tâm đi, đợi người chết, huynh đệ chúng ta sẽ không bạc đãi nàng, ha ha ha. Bọn họ cười một cách hống hách, không chút kiêng nể gì. Dù là một con rồng thì bị nhốt trong trận thái cổ phong yêu cũng phải quỳ rạp xuống như một con chó mà thôi, không có bất kỳ uy hiếp gì cả, quan tâm chuyện hắn có nổi giận hay không làm gì, sớm muộn gì cũng phải chết. Đám người này thật vô liên sỉ. Phía dưới thánh đàn, những người bị trận thái cổ phong yêu gây thương tích đều lộ vẻ cực kỳ khó coi. Trấn áp Lâm Nhất thì thôi đi, lại còn nhục nhã người khác như vậy, đúng là không thể tha thứ được. Không trả lời à? Vậy thì, chết hết đi. Trong bóng tối, giọng Lâm Nhất lại lần nữa vang lên, giữa không trung, 9 tên chiến tướng điều khiển trận pháp đột nhiên thay đổi sắc mặt, bọn họ cảm nhận được lực cản cực lớn, từng người đều lộ vẻ kinh ngạc, thận trọng nói, không hay rồi, mau chóng khống chế hắn, thú hồn sắp không chịu nổi rồi. 9 tên chiến tướng đều cảm nhận được có gì đó không đúng, mồ hôi trên trán rịn ra, 5 ngón tay giao nhau, không ngừng biến ảo. Trận thái cổ phong yêu, diệt. Thoáng chốc, chủ nhân của một đôi huyết nhãn hoàn toàn bùng nổ, nó bắt đầu di chuyển, đám hung thú đồng loạt gào thét. Chúng đè ép khoảng không gian này, phát ra uy áp vô cùng vô tận, từ các phương hướng nhoài đến cắn xé Lâm Nhất. Phá! Nhưng đúng lúc này, Lâm Nhất giống to một tiếng, kế đó, Kim Ô và Ngân Hoàng từ trong cơ thể hắn bay ra, một trái một phải bắt đầu xoay tròn. Hào quang vô cùng chói mắt phát ra từ trên người Lâm Nhất, một luồng khí tức vượt cả tạo hóa từ trong người hắn điên cuồng phóng thích ra ngoài. Kim Ô và Ngân Hoàng hoàn toàn ngưng thực, cứ như thần thú tồn tại chân thực vậy, phút chốc, trời đất sáng bừng lên, bóng tối tan biến không còn lại chút gì. Hào quang màu vàng và bạc vờn quanh người Lâm Nhất, phát ra ánh sáng lóng lánh, trong bóng tối hiện lên hung thú hồn, cả đám phát ra tiếng rên rỉ, bị nổ nát dưới luồng uy áp này. Hóa thành vô số đốm máu rải rác đầy trời. Soạt. Cảnh tượng này quá mức kinh người, khiến tất cả đều sững sờ. Vô tận máu tươi từ trên trời trút xuống, ánh sáng vàng cùng bạc quanh người Lâm Nhất tựa như thánh huy, làm nổi bật gương mặt tuấn tú mà kiên cường, khắc họa một thần linh không nhiễm bụi trần. Răng rắc. Ngàn vạn linh văn giao thoa giữa hư không đồng loạt sụp đổ, thoáng chốc, trận thái cổ phong yêu cũng sụp đổ. Phụt. 9 tên chiến tướng hộc ra máu tươi, dưới ánh hào quang chiếu rọi, sắc mặt bọn họ càng thêm tái nhợt. 3 thanh niên trên đỉnh đầu voi thánh há hốc mồm kinh ngạc, ánh mắt lộ vẻ khó có thể tin được. Chuyện này là không có khả năng. Trận thái cổ phong yêu bị phá, sao có thể chứ? Thật khó tưởng tượng nổi. Nhưng việc càng khiến bọn họ khiếm sợ hơn chính là khí tức võ học phát ra từ trên người Lâm Nhất có thể khiến cho khí hải trong người bọn họ dao động, đó chính là báo hiệu cho nguy hiểm chí mạng. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy chứ? Đây đã vượt hơn cả tạo hóa, chạm đến võ học thánh linh. Nhân tài kiệt xuất cảnh giới thiên phách trên thiên lộ, sao có thể làm được, điều này hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng. 3 người bật thốt trong nghẹn ngào, ánh mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đi. Mau đi, không thể nán lại đây được, cả 3 nhanh chóng đưa ra quyết định, dù không chính thức nắm giữ được thánh linh, chỉ chạm đến da lông mà thôi, thì cũng không phải tồn tại mà bọn họ có khả năng đối kháng được. Võ học thánh linh, thần thánh có linh. Một khi vượt khỏi tạo hóa, chạm đến hào quang của thánh linh thì không thể dùng yêu nghiệt để hình dung được nữa. Muốn đi à? Tia sáng lạnh từ trong mắt Lâm Nhất bắn ra 4 phía, sát ý vô tận càn quét khắp mọi nơi. Giờ phút này, gương mặt tuấn mỹ như yêu lộ ra sự âm u trước nay chưa từng khó, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Toàn bộ đều phải chết. Tóc dài cuồng loạn nhảy múa, Lâm Nhất nghiến răng gầm lên, hắn siết chặt nắm tay, hung hăng đập xuống hư không. Rầm. Không gian chấn động, có âm thanh thủy tinh bị nghiền nát,
chợt hai tôn ngân xí thần nhân và kim xí thần nhân cao gần ngàn trượng đồng loạt xuất hiện đằng sau lưng Lâm Nhất. Hai thần nhân cùng giang cánh, vòn trời bị trống lên, khí tức hùng hậu ào ào tuôn ra bốn phía. Tất cả chiến tướng đang chạy trốn tứ tán đều lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn họ phát hiện khoảng không gian này đã bị phong bế, không cách nào phá vòng vây thoát ra được. Đáng chết, sao lại thế này? Không có cách nào thoát ra ngoài. Cả đám vừa sợ vừa giận, lộ vẻ luống cuống. Liều mạng cùng hắn, hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ thánh linh, chưa hẳn không có phần thắng. Ba thanh niên áo trắng thay đổi sắc mặt, lập tức đưa ra quyết đoán. Bọn họ cầm trong tay bí bảo do giới tử ban cho, xoay người dẫn nhóm chiến tướng đánh về phía Lâm Nhất. Nhưng có lẽ là, đám người này đã nghĩ quá đơn giản. Bọn họ đánh giá thấp thực lực của Lâm Nhất, cũng đánh giá thấp lửa giận trong lòng hắn giờ phút này. Hắn đã từng nói, tất cả những người này đều phải chết. Trong hư không, vô tận quang ảnh giáng xuống. Lâm Nhất xuất hiện từ mặt trời, hắn như một vị thần trẻ tuổi, mỗi một sợi tóc. Mỗi một tấc y phục đều phóng thích kim quang. Đó là hào quang thuộc về mặt trời, cực kỳ chói mắt, đẹp khôn tả nhưng lại không cách nào nhìn thẳng được. Bốp! Hắn giơ tay vỗ một cái, nửa người của một gã chiến tướng bị nện thành bột phấn. Kế đó, hắn lại vung tay lên, quyền mang phóng ra vầng sáng sắc bén, đồng thời chấn vỡ sát chiêu do vài người liên thủ tạo thành, rồi hắn lại mở tay ra, tay như đao phát ra tia sáng sắc bén, chặt đứt đầu một người. Thoáng chốc, Lâm Nhất lại từ ánh trăng sáng tỏ bước ra, trên người hắn khoác một tấm áo choàng màu bạc. Hệt như trích tiên, ánh trăng nhảy múa quanh hắn, dùng ngón tay làm kiếm. Một kiếm chém ra, máu tươi vẩy ra, trăng tàn sao rơi, phương hoa vỡ vụn. Cuối cùng hắn đáp xuống trước mặt ba tên thủ lĩnh chiến tướng. Máu tươi phun trào, vô số thi thể không còn nguyên vẹn bay lơ lửng quanh người hắn. Một mặt thánh thiện như tiên. Mặt còn lại như tu la địa ngục, ấn ký màu tím giữa hai đầu mày tô điểm thêm, không từ ngữ nào có thể miêu tả được phong thái và khí chất của Lâm Nhất lúc này. Hắn quá hấp dẫn. Lâm Nhất nhìn về phía ba người bằng ánh mắt lạnh như băng, trong mắt phóng ra sát ý vô tận. Hắn từ từ lại gần. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn vượt quá tạo hóa, chỉ cần hắn muốn thì đều có thể mở cánh cửa tên là võ học thánh linh kia bất cứ lúc nào. Chỉ đợi khi nhật nguyệt dung hợp. Hắn sẽ có thể nắm giữ võ học thánh linh, thứ được coi là không thể chạm tới trên con đường thông thiên. Vẻ mặt của ba người nhóm thanh niên áo trắng rất khó coi, cả ba người đều cầm bí bảo trong tay phát huy đến mức cực hạn, liều mạng ngăn cản sát ý của đối phương. Nhưng vẫn vô ích. Đối phương quá mạnh, khí thế trên tạo hóa cộng thêm kiếm ý thông thiên tăng cường khiến ba người không còn ý định chống cự nữa. Chỉ một lát sau, ba người đã va phải vào tượng voi thánh. Không còn đường lui. Cả đám lập tức không còn hy vọng, mặt mày trắng bệch như tờ giấy trắng, đôi môi cũng đang run rẩy. Sắp chết rồi ư? Dừng tay lại, tội nhân Lâm Nhất nghe lệnh, nếu ngươi chịu dừng tay, chúng ta sẽ miễn tội chết cho ngươi. Nhưng lúc này có một giọng nói vọng lại thật nhẹ nhàng từ xa, trong giọng nói ấy ẩn chứa uy nghiêm rất lớn, khiến đất trời cũng phải rung chuyển. Giới tử, là giọng của giới tử. Ba người vốn đang tuyệt vọng lập tức bật thốt lên với giọng cực kỳ phấn khích, sắc mặt của ba người bỗng dưng trở nên hồng hào. Giới tử đến rồi, giới tử đến rồi. Ha ha ha. Tìm được đường sống trong cõi chết, hy vọng bỗng chốc le lói, ba người đám thanh niên áo trắng không nhịn được cười như điên. Thế gian này không gì đáng mừng hơn chuyện này, ai cũng nhìn Lâm Nhất chằm chằm, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Con kiến hôi hạ giới kia, giới tử đến rồi. Sao còn không chịu quỳ xuống xin tha hả? Thanh niên áo trắng khinh bỉ nhìn Lâm Nhất, ra vẻ mặt khinh thường, lạnh giọng nói. Hai người bên cạnh cũng nhe răng cười sằng sặc, đồng thời thôi động bí bảo trong tay, trở nên vênh váo tự đắc. Phụt! Trả lời họ là một tia kiếm quang chém xiên từ trên bầu trời xuống, dị tượng kiếm quang dễ dàng chém vỡ bí bảo xuất hiện. Giới tử là cái thá gì? Chẳng biết từ khi nào Lâm Nhất đã cầm táng hoa trong tay, thân kiếm rực rỡ ánh sáng chậm rãi chui vào vỏ. Keng! Đợi đến khi tia sáng cuối cùng trên thân kiếm chui vào vỏ, cơ thể ba người họ lập tức nổ thành hai nửa, tình trạng tử vong cực kỳ thê thảm. Rồng có vảy ngược, chạm vào là chết. Giới tử!
không cần biết là ai đến, ba người này cũng đều phải chết. Rồng có vảy ngược, chạm vào là chết. Ba chiến tướng của ba chiến giới Thiên Càn, Thần U và Huyền Long đều đã chết, không còn một ai, kể cả những tên thủ lĩnh chiến tướng được gọi là phụ tá đắc lực của đám giới tử. Máu chảy đầm đìa trên thánh đàn. Những mảnh xương gãy, các chi bị cụt, mùi máu tanh nồng nặc cứ thoang thoảng không mất. Trước đó đã từng có rất nhiều người chết tại đây, đám tay sai và nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao kia đã khiến cho thánh đàn máu chảy thành sông từ lâu. Giờ lại cộng thêm cái chết của các chiến tướng, nơi đây đã trở thành địa ngục trần gian. Hơi thở khủng khiếp phóng ra từ trên người Lâm Nhất, hắn đứng trên thánh đàn, sắc mặt u ám trông rất đáng sợ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ tột cùng, không thể tin được và không dám tưởng tượng. Giới tử đã lên tiếng mà Lâm Nhất vẫn không chịu dừng tay, nói giết là giết ngay, một nhát kiếm chém ngang bầu trời, kiếm ý thông thiên, mạnh mẽ giết chết ba tên thủ lĩnh chiến tướng. Lâm Nhất. Một tiếng rít gào đầy tức giận vọng lại từ nơi rất xa, đó là giọng của đám giới tử. Giọng nói của họ ẩn chứa cơn thịnh nộ, họ đã nổi giận, phóng thích ánh sáng vô cùng đáng sợ từ phía xa trông như ba mặt trời rực rỡ tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng ấy chói mắt vô cùng khiến người ta không thể nhìn thẳng, cảm nhận được hơi thở đáng sợ. Rầm. Hàn ý vô tận kéo đến, xương lạnh phủ kín mặt đất, tức khắc đã lan rộng ra xung quanh. Đó là sát ý và lửa giận của các giới tử. Họ đang chạy tới từ một nơi rất xa, có thể truyền giọng nói đến nhưng lại không thể ngăn cản Lâm Nhất giết người, chỉ có thể trơ mắt nhìn, hận ý trong lòng không tài nào tưởng tượng nổi. Đây là chuyện chưa từng có. Trên thánh đàn, Lâm Nhất quay mặt về phía nơi phát ra âm thanh, ánh mắt nhìn về phương xa. Ở nơi đó, ba giới tử đang nhanh chóng chạy đến với tốc độ nhanh như chớp. Toàn thân họ tỏa sáng như ngọc, lao tới từ giữa tầng mây như một vì sao. Ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Lâm Nhất, luồng sát ý đó khiến Lâm Nhất phải nổi da gà dù đang cách rất xa. Bùm! Bỗng nhiên! Bốn phía thánh đàn phát ra một tiếng nổ lớn khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ ba giới tử đã đến rồi. Ngay sau đó mọi người hiểu ra là sát ý của Lâm Nhất đang đọ sức với sát ý của ba giới tử từ xa. Thứ hạ giới thấp hèn, ngươi chết chắc rồi. Trên con đường thông thiên này, dù ngươi có trốn đến đâu thì cũng không ai có thể cứu được ngươi đâu. Giọng nói của các giới tử trở nên to hơn rất nhiều, đinh tai nhức óc hệt như tiếng sét. Họ đã đến gần hơn. Lâm Nhất tỏ vẻ thờ ơ, trong mắt bắn ra tia sáng lạnh đầy sắc bén, hắn không hề e sợ, lạnh giọng nói mạnh miệng thật đấy. Ta sẽ chờ các ngươi ở trận chiến cuối cùng tại cuối thiên lộ. Rồi cũng sẽ có một ngày người trong thiên hạ biết được rằng, giới tử cũng chỉ là gà đất chó sành khi ở trước mặt ta thôi. Dáng điệu khí phách, kiêu ngạo như thế khiến rất nhiều người há hốc mồm, không thể tin được. Kể từ khi con đường thông thiên xuất hiện thì chưa từng có ai dám nói chuyện với yêu nghiệt chiến giới bằng giọng điệu đó. Giới tử cũng chỉ là gà đất chó sành thôi. Hai phe đã đến tình trạng không chết không ngừng, chuyện tới nước này đều do đối phương ép buộc. Có bảo cốt trong người là tội nặng. Thế gian làm gì có đạo lý này? Lâm Nhất trải qua cửu tử nhất sinh mới đoạt được truyền thừa tại Bảo Điện Thương Long, sao có thể không công đưa cho đối phương được? Chẳng lẽ chỉ vì kẻ đó là giới tử à? Không thể nào. Huống chi, hiện tại có thể cơ bản xác định kẻ trước đó đuổi giết Nguyệt Vi Vi chính là người của ba chiến giới lớn, Lâm Nhất không có lý do gì để buông tha cho đối phương. Vèo. Nhoáng một cái, Lâm Nhất nhanh chóng tìm được Bùi Tuyết trong đám người, và thi triển Kim Ô Cửu Biến mang nàng ta rời đi. Chiến đấu liên tục đã tiêu hao khá nhiều năng lượng của Lâm Nhất. Dù hắn có ngông cuồng đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ không ngu ngốc giao chiến với giới tử ngay thời điểm này. Hai tay Lâm Nhất biến ảo, ngưng kết thành ấn, một đôi cánh kim ô lập tức thành hình. Kim quang sáng chói bùng nổ, cánh chim vung mạnh, khí lưu mạnh mẽ cuốn lấy hai người, nhanh chóng xuyên vào tầng mây, biến mất vô tăm. Nhanh thật! Mọi người đờ ra vì kinh ngạc, không ngờ Lâm Nhất lại có được thân pháp nghịch thiên bực này. Hắn vậy mà có thể ngưng kết một đôi cánh chân thật phía sau lưng, thoáng chốc biến mất ngay trước mặt mọi người, bay về phía thành tứ tượng. Đi thôi, nơi này không thể nán lại. Cuối cùng thì phong ấn cũng bị đánh vỡ, đám khốn kiếp kia đúng là hại người,
vậy mà lại vây khốn chúng ta ở đây hơn một tháng. Chắc là vẻ mặt của tam đại giới tử rất đặc sắc, đáng tiếc là không thể nào thấy được. Mọi người nhanh chóng hoàn hồn, nhân tài kiệt xuất của chiến giới đều đã bị Lâm Nhất giết sạch, phong ấn vây khốn bọn họ cũng không còn tồn tại nữa, cả đám mừng như điên, lục tục viễn độn hướng về phía thành tứ tượng, bọn họ đã sớm không muốn ở lại vùng cao nguyên đầy cát vàng này rồi. Tuy cũng có người muốn nán lại xem thái độ của đám giới tử sẽ như thế nào, nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi vụt tắt, chắc chắn giới tử sẽ tức giận, nếu nhìn thấy bọn họ, nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo, dùng bọn họ để trút giận. Không bao lâu sau, sườn dốc trước đó còn đông đúc người thoáng cái trống rỗng. Bên trên thánh đàn, máu tươi bắt đầu chuyển động, như nước chảy xuôi, cùng với hàn ý lạnh như băng, còn có kiếm quang lưu lại, đủ loại dị tượng phát sinh. Quả thực là địa ngục trần gian. Một địa ngục nhân gian được cấu thành từ máu tươi của nhân tài kiệt xuất đến từ chiến giới. Nửa canh giờ sau, nơi đây đột nhiên phóng thích luồng sáng chói mắt, chiếu sáng bầu trời. Luồng sáng kia khiến cho mỗi một hạt bụi đều trở nên rực rỡ, mỗi một khoảng không đều toát lên hào quang, khiến lòng người sợ hãi không thôi. Giới tử đến rồi. Phương xa. Vô số người đang tiến về phía thành tứ tượng đều quay đầu nhìn, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kế đó, bọn họ lẳng lặng rút lui, không dám lộ diện trước mắt đám giới tử. Vèo. Ba bóng người tách ra hào quang, rơi xuống thánh đàn với tốc độ tia chớp. Hào quang trên người bọn họ lúc sáng lúc tối, thể hiện rõ cảm xúc của những người này đang dao động cực lớn. Khí tức hùng mạnh bao bọc khắp người bọn họ, tầng mây trên vòng trời như đang gợn sóng, cũng bắt đầu di động. Đây là dị tượng khá đáng sợ, chỉ mới là khí tức từ trên người đã khiến cho trời đất u ám, chấn động. Không hề nghi ngờ, ba người này chính là tam đại giới tử, Thiên Càn, Thần U, Huyền Long. Bọn họ ngước nhìn phương xa, tầm mắt không ngừng kéo dài, cuối cùng, ở nơi chân trời, khóa chặt một bóng người phát ra kim quang rực rỡ. Trên lưng người nọ có hai cánh, đang cuốn lấy một nữ tử, như tia chớp vọt về phía thành tứ tượng. Trục Nhật Thần Quyết. Trong mắt ba người đồng loạt lóe lên tia sáng khác thường, ý lạnh vần quanh, sát ý ngập trời. Đại đạo kim ô của đối thủ không ngờ lại có tạo nghệ cao như thế, có thể tu luyện Trục Nhật Thần Quyết đến độ tạo thành hai cánh trên lưng, đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Không đuổi kịp rồi. Giới tử Thần U thấp giọng nỉ non, trong khoảnh khắc, bóng người kia cũng biến mất nơi chân trời, không cách nào bắt được. Không thể đuổi theo được, mà dù có đuổi theo. E rằng đối phương cũng đã sớm chạy đến thành tứ tượng. Giữa hào quang chiếu rọi, ba gã giới tử vô cùng tuấn tú, phong độ ngời người, tóc đen rối tung, mắt sáng như sao. Tuy nhiên, hiện tại sắc mặt cả đám đều âm tình bất định, đang cố đè nén lửa giận cực lớn. Quá thảm. Tình cảnh trước mắt quá thảm, bất kể là chiến tướng hay chiến bộc thì đều chết sạch. Bọn họ bố trí sát cục, vốn muốn dùng thủ đoạn mạnh mẽ để trấn áp Lâm Nhất. Nhưng không ngờ kết cục lại như vậy. Lâm Nhất không chỉ không chết, trái lại còn giết sạch những quân cờ mà bọn họ đã bố trí, không lưu lại dù chỉ một tên. Thậm chí, sau khi ba người họ phát ra tiếng, hắn vẫn như cũ chém giết ba đại chiến tướng đứng đầu, đây chẳng khác nào một cái tát vang dội vào mặt bọn họ ngay trước mắt ngàn vạn người. Hiển nhiên, việc này sẽ tạo thành một trận sóng to gió lớn trong thành tứ tượng, mặt mũi của ba chiến giới lớn đều bị quét sạch. Bầu không khí tĩnh lặng như chết, ba người dõi mắt nhìn về phương hướng Lâm Nhất rời đi, không ai mở miệng trước. Đả kích lần này, thật sự có hơi lớn. Không nói đến tổn thất thê thảm, ngay cả bảo cốt chân long và quả thần huyết cũng không lấy được, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Không cần để tâm đến hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chủ động tìm tới cửa. Thật lâu sau, giới tử Thần U mới chậm rãi mở miệng, giọng hắn ta âm u, mang theo sự quyết đoán. Sắc mặt hai gã giới tử còn lại thoáng thay đổi, bất giác quay sang nhìn. Giới tử Thiên Càn mở miệng nói, có chắc muốn làm như vậy không? Tuy nữ nhân kia chưa nói, nhưng nàng ta ắt có lai lịch khủng bố tại Đại Thế Côn Luân, rất có khả năng nàng ta đến từ tộc Thiên Hồ. Không quản nhiều như vậy được, đã đối xử với nàng ta rất tốt rồi, cũng nên cho một chút sắc mặt. Chẳng phải tên tiện chủng này có quan hệ sâu xa với nàng ta à, để ta xem hắn còn có thể nhảy nhót được bao lâu. Lại còn định chém giết chúng ta trên thiên lộ, đúng là chuyện hoang đường.
xem ta làm thế nào để phế hắn. Sắc mặt giới tử thần u vô cùng âm u, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Giới tử Huyền Long vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói, cứ như vậy đi. Cũng không thể trực tiếp ra tay tại thành tứ tượng, còn về lai lịch của nữ nhân kia, ha ha, nếu nàng ta đã không nói thì cứ coi như không hề tồn tại. Tại đại thế truyền thừa này, chúng ta cũng không phải dễ chọc, nói tóm lại, chỉ cần lấy được quả thần huyết thì tất cả đều là mây bay. Thành tứ tượng có tông phái siêu cấp tọa chấn, có thể luận bàn, nhưng không thể giết người tại đó. Bất kể là tiếp tục tiến lên phía trước hay từ bỏ thì tất cả nhân tài kiệt xuất của vạn giới trên thiên lộ đều sẽ tụ tập về đó, bởi nơi đó tuyệt đối an toàn, mặc dù thân là giới tử thì cũng không được phép làm trái quy tắc. Nhưng dường như tam đại giới tử đã ra một quyết định nào đó, và chắc chắn Lâm Nhất sẽ phải chịu chết. Đột nhiên, giới tử thần U mở miệng, bí bảo của chúng ta đâu rồi? Thần U cổ bi, Huyền Long chiến kỳ, Thiên Càn ma chảo. Đây là chí bảo mà bọn họ đã đích thân sử dụng, là do các đại năng trong tộc ban tặng, dù là cảnh giới của bọn họ cũng không cách nào phóng thích hoàn toàn uy năng của bí bảo. Chúng đã từng bảo vệ bọn họ ra vào cấm khu, bày ra uy năng ngập trời. Bọn họ thấy rất rõ, Lâm Nhất vô cùng cẩn thận, trước khi rời đi cũng không đụng vào những bí bảo mà bọn họ đã từng sử dụng. Đối phương không dám mạo hiểm và có phần kiêng kỵ những bí bảo này. Bởi vì chúng có thể lưu lại ấn ký của giới tử, và cũng có thể cách không gây tổn thương đến hắn. Đám người này đến với tốc độ cực nhanh, không đến nửa giờ đã chạy đến nơi. Người bên dưới thánh đàn đã sớm bị khí thế của bọn họ trấn nhiếp, vốn không dám giết lên thánh đàn, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không dám. Không thấy nữa. Những bí bảo này cực kỳ mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không ban cho chiến tướng đứng đầu để bọn họ dùng trấn áp Lâm Nhất. Nhưng giờ lại không thấy nữa rồi, không còn chút bóng dáng, bất kể là chiến kỳ, cổ bi hay là ma chảo, cũng đều bật vô âm tín. Sao có thể chứ? Ba người lộ vẻ giận dữ, vậy mà có người dám ngấp nghé, gần như không xem bọn họ ra gì mà cướp đi toàn bộ. Không đúng, chiến trường này đã bị dọn sạch, túi trữ vật của chiến tướng, chiến bộc, còn có một ít bảo vật tùy thân cũng đều không thấy nữa. Đám giới tử quét mắt nhìn một lượt chiến trường được nhuộm đỏ bằng máu tươi, sắc mặt dần trở nên quái đản, lửa giận trong mắt cũng bùng lên dữ dội. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Huyền quang đạo giáp của chiến giới thiên càn ta cũng bị lấy mất. Trời ạ, ngay cả thứ trên thân người chết cũng không buông tha, rốt cuộc là ai? Mảnh vỡ thú hồn châu cũng không còn. Huyền long xích và hỏa diễm tiên cũng biến mất rồi, vừa nãy rõ ràng còn thấy mà, đáng chết. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bọn họ đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, có chút kinh hãi, trong mắt tràn đầy không dám tin. Chiến kỳ, cổ bi và ma chảo còn chưa chắc lắm, nhưng có một số bảo vật như túi trữ vật, huyền long xích, khi bọn họ giáng xuống vẫn còn nhìn thấy rõ ràng. Vậy mà chỉ chớp mắt, tất cả đều biến mất, khoảnh khắc bọn họ dõi mắt hướng về Lâm Nhất ở phương xa, toàn bộ chiến trường đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả bảo vật dù đáng hay không đáng tiền cũng đều bị cuỗm sạch. Khóe miệng bọn họ không khỏi co giật, vẻ mặt lộ rõ sự đau lòng, trong mắt lóe lên tia âm tàn trước nay chưa từng có. Việc này thật đáng sợ. Tuy ngoài tam đại chí bảo thì những vật khác không đáng để vào mắt giới tử, nhưng dù gì cũng là bảo vật đấy. Lại nói, chuyện khiến người ta á khẩu chính là loại hành vi thế này lại gần như diễn ra ngay dưới mí mắt bọn họ, kẻ kia đã quét sạch chiến trường. Bất kể là thứ có giá trị hay không cũng đều biến mất. Việc này không chỉ đáng sợ, mà còn rất khoa trương. Cùng lúc đó, trước đó, trong quá trình đến thành tứ tượng, Lâm Nhất giang hai cánh, cuốn lấy bùi tuyết bay đến đỉnh một ngọn núi hoang. Từ đỉnh núi ngẩng đầu nhìn lại, dáng vẻ của thành tứ tượng đã hiện rõ trước mắt hai người, tuy còn chưa chính thức vào thành, nhưng nơi đây đã cực kỳ an toàn đối với họ. Lâm Nhất không nói. Hắn đặt bùi tuyết sang một bên, xốc quần áo lên xem xét một phen. Nửa người trên có vài vết thương trông vô cùng dữ tợn, có dấu vết bị thú cào cấu, cũng có dấu răng. Xung quanh mỗi một vết thương đều tràn ngập khí thức ăn mòn, máu thịt ở vị trí vết thương dường như đã bị nhiễm thi khí. Mục nát, già cỗi, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là vết thương do trận thái cổ phong yêu để lại, tuy Lâm Nhất đã phá trận, nhưng thương thế vẫn còn đó. Những hung thú còn sót lại trong thú hồn châu, chúng cực kỳ hung ác,
đáng sợ, không chỉ đơn giản là tàn hồn. Chúng đều đã được cải tạo và luyện hóa, trộn vào đó khí gây mê và một ít thịt vụn của xác ướp cổ, nên miệng vết thương do chúng lưu lại đều mang theo thi độc chí mạng. Nếu không phải Lâm Nhất tu luyện Thương Long Thánh Thể thì giờ hắn đã sớm chết rồi. Trước đó, tam đại chiến tướng dẫn đầu chắc chắn Lâm Nhất sẽ chết cũng là có nguyên do trong đó. Ngoài những thứ đó, ba món bí bảo cổ bi, chiến kỳ và cốt trảo cũng mang đến phiền toái không nhỏ cho Lâm Nhất. Tuy không đáng sợ hơn trận thái cổ phong yêu, nhưng những thương thế này cực kỳ khó chơi, ẩn chứa một ít đạo vận cổ xưa, khó có thể tiêu trừ sạch sẽ được. Ngay cả kiếm ý cũng không thể chặt đứt chúng hoàn toàn, chúng vẫn từ từ thẩm thấu vào cơ thể, làm suy giảm nội tạng, e rằng sẽ khá hung hiểm. Thật phiền toái. Lâm Nhất nhíu mày, những vết thương này không giết chết được hắn, nhưng lại khó có thể loại trừ. Cũng may, rốt cuộc đã về đến thành tứ tượng. Lâm Nhất thoáng thở phào nhẹ nhõm, lúc này, mệt mỏi và đau đớn do thương thế đồng loạt ập đến khiến hắn có cảm giác choáng váng, nặng nề, không ngồi vững được, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Móng heo to, người không sao chớ. Bùi Tuyết há hốc mồm, tỏ vẻ hoảng sợ. Vừa mới đây thôi, sắc mặt Lâm Nhất bỗng tái đi, cả người lung lay sắp đổ, trông vô cùng suy yếu. Nàng ta chợt nghĩ đến trận đại chiến trước đó, trận thái cổ phong yêu hiển hiện uy phong, trời đất đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón, ngoại trừ chín cặp mắt máu chảy đầm đìa thì không còn thấy bất kỳ thứ gì khác. Khoảng thời gian chìm trong bóng tối, không ai biết rốt cuộc Lâm Nhất đã trải qua những gì. Bên dưới thánh đàn, dù không ở trong trận thái cổ phong yêu, nhưng mọi người vẫn bị trọng thương, đó chỉ là một chút ảnh hưởng thôi, vậy mà rất nhiều người vẫn không chịu đựng được. Thì trong bóng tối, ắt hẳn Lâm Nhất đã chịu tổn thương không nhỏ. Tuy nhiên, đối phương đã chạm đến vảy ngược của Lâm Nhất, dùng Nguyệt Phi Vi để làm nhục hắn. Khiến hắn mạnh mẽ áp chế thương thế và ra tay giết sạch toàn bộ, không chừa một tên. Không sao đâu, ta ngủ một giấc là được rồi. Đầu thật nặng, Lâm Nhất có cảm giác mí mắt vô cùng nặng nề, không cách nào mở lên nổi. Bịch. Hắn loạng choạng một cái rồi ngã ra đất, Bùi Tuyết hoảng hốt, vội phóng đến đỡ hắn dậy. Đến gần, nàng ta mới nhìn thấy rõ những vết thương kia. Sắc mặt nàng ta không khỏi tái nhợt. Càng lộ vẻ hoảng sợ, nhịn không được giơ tay bụng miệng để không phát ra tiếng. Thật đáng sợ, ngoại trừ thương thế do trận thái cổ phong yêu tạo ra, những bí bảo do đám giới tử để lại cũng lộ ra uy danh bất phàm. Thật ra ngẫm lại cũng có thể hiểu được, bản thân chiến tướng đã không dễ chọc, huống chi còn có nhiều chiến tướng như vậy cùng liên thủ, thậm chí, đám chiến tướng đứng đầu còn được giới tử ban cho bí bảo, há có thể dễ dàng tiêu diệt. Tuy Lâm Nhất nhìn như vô địch, nhưng chung quy hắn cũng không phải là thần. Hắn thật sự rất tài ba, lần này đại khai sát giới, có thể nói là nghịch thiên, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Móng heo to. Mắt Bùi Tuyết rưng rưng, tên ngốc này, dù thân chịu trọng thương nhưng trước khi đi vẫn phát hiện nàng ta lẫn trong đám người, lại còn không để ý đến thương thế mà mang theo nàng ta. Suốt chặng đường vừa qua, nói thật thì đối phương đã hết lòng. Đến hiện tại không cần thiết phải để tâm đến nàng ta. Thật ra nàng ta biết, nếu không vì cố chấp muốn đưa nàng ta theo, thì dù có đối mặt với giới tử, Lâm Nhất cũng có thể xông ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Mà không cần phải thê thảm như hiện tại. Vèo. Âm thanh xé gió vang lên, huyết long mã xuất hiện, miệng nó nhếch lên, trông vô cùng khoái trá và đắc ý. Nó đến là để khoe khoang đấy. Bởi vì nó đã tiện tay vơ vét toàn bộ bảo bối trên chiến trường, thậm chí ngay dưới mí mắt đám giới tử, nó vẫn ngang nhiên vét sạch. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Nhất nằm trên đùi Bùi Tuyết, nó lập tức lộ vẻ hoảng hốt. Huyết long mã lật đật chạy đến, há mồm phun ra túi trữ vật, từng món bảo bối lần lượt rơi ra. Nó có rất nhiều bảo bối, một phần là chiến lợi phẩm sau quét dọn, một phần là những thứ còn sót lại trong di tích. Ngày thường nó đều không nỡ lấy ra dùng. Nhưng hiện tại, nó lại lấy ra toàn bộ. Bùi Tuyết kinh ngạc nhìn, nàng ta thật sự không ngờ ma sủng trông chẳng có chút gì là đứng đắn này, khi đụng chuyện, sẽ ra tay khoa trương như vậy, có nhiều bảo vật khiến nàng ta nhìn mà không khỏi tặc lưỡi. Huyết Long mã lựa từng món bảo vật, dò hỏi ý kiến nàng ta, rồi bảo nàng ta đưa cho Lâm Nhất dùng. Thoáng chốc, toàn thân Lâm Nhất hệt như cái bếp lò, ánh lửa đỏ rực bắn ra bốn phía.
mỗi một lỗ chân lông đều thẩm thấu linh khiến đậm đặc khiến người ta sợ hãi. Đủ rồi, đủ rồi. Thấy thế, Bùi Tuyết liền ra tay ngăn cản. Tình huống của Lâm Nhất cũng không quá mức tệ hại, sinh cơ của hắn rất mạnh mẽ, huyết khí trong cơ thể tựa như đại dương mênh mông, chỉ là vì thương thế quá nặng, chân nguyên tiêu hao quá nhiều nên mới rơi vào hôn mê mà thôi. Huyết long mã cứ đút cho hắn ăn như thế, e là vài ngày nữa Lâm Nhất cũng không tỉnh lại được bởi vì dược tính quá mạnh. Thành Tứ Tượng nằm ở khu vực trung tâm của thiên lộ, và cũng là địa điểm cuối cùng phải vượt qua trên thiên lộ. Nơi đây phong vân hội tụ, phồn hoa và rộng lớn đến không tưởng. Nhân tài kiệt xuất đến từ tứ đại khu, Thương Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, bất kể là bước tiếp hay dừng lại, cũng đều tụ tập về đây, chờ đợi cuộc tranh tài vạn giới kết thúc. Đây là một tòa thành có quy mô cực lớn, lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi, nó vốn được cải tạo từ một tòa long thành cổ xưa. Nơi đây không giống với những thành trì khác trên thiên lộ, bởi lẽ nó có tông môn siêu cấp tọa trấn. Tuy là nơi long ngư hỗn tạp, tam giáo cửu lưu tề tựu, hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi, nhưng ẩu đả thì ẩu đả, lại không một ai dám ra tay giết người. Đây là luật thép, dù là mười phương chiến giới cũng không dám làm sằng làm bậy. Với tư cách là một mảnh đất phong vân, từ trước đến nay, thành Tứ Tượng chưa bao giờ thiếu tốn tin tức giật gân, các lộ nhân tài kiệt xuất xuất hiện tầng tầng lớp lớp, hắc mã tuyệt thế có vô số, nhìn sơ qua cũng thấy được, đừng nói là thiên tài, dù có là yêu nghiệt cũng không có gì là chói mắt. Thiên lộ quá lớn, những truyền thừa cổ xưa có thể bị phát hiện bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, do đó, giai thoại về những thần thoại một bước lên mây, đột ngột trỗi dậy, đâu đâu cũng có. Nói tóm lại, cái gọi là yêu nghiệt, hay nhân tài kiệt xuất, cũng không dám quá mức ngông cuồng tại thành Tứ Tượng, có lẽ bọn họ cũng không mong muốn chọc phải mấy tên ngoan nhân ra tay tàn nhẫn. Trong thành, mỗi ngày đều có người đột phá, thăng cấp, khiến tên trên bảng thông thiên liên tục thay đổi. Tại nơi cuối cùng của cuộc tranh tài vạn giới, có rất nhiều kẻ vô danh tiểu tốt đột nhiên xuất thế ngang trời, trấn áp quần hùng. Ban đầu, mọi người còn cảm thấy khiếp sợ, nhưng dần dần chuyển thành chết lặng. Không có cảm giác nữa, bởi lẽ không ai nói chính xác được tên yêu nghiệt vừa mới xuất hiện kia sẽ bị người khác vượt qua trong bao lâu. Cuộc tranh tài vạn giới chỉ còn lại 2 tháng, những người khiêm tốn, rất ít thể hiện, có muốn tiếp tục nhẫn nhịn thì cũng không thể nào nhẫn nhịn nổi nữa. Thành Tứ Tượng không thiếu thiên tài, mảnh đấy đầy sóng gió này chưa bao giờ yên tĩnh. Nhưng mấy ngày gần đây, tòa thành này lại sục sôi hơn bao giờ hết. Những người từ cao nguyên Hoàng Sa tràn vào thành đã mang theo một tin tức mang tính bùng nổ, như một cơn gió lốc quét ngang qua. Cả tòa thành chấn động, cư dân trong thành đã sớm quen với việc nhìn thấy yêu nghiệt cũng không khỏi trợn tròn mắt, há hốc mồm, lộ vẻ không dám tin. Tin tức này thật sự rất khoa trương, khiến người ta khó có thể tiếp nhận được. Chiến tướng của ba chiến giới lớn là Thiên Càn, Thần U và Huyền Long đều đã bị giết sạch, mỗi người một kiếm. Toàn bộ giết sạch, không chừa một tên nào cả. Quả thật rất hoang đường, khiến bọn họ phải há hốc mồm mà nhìn, không nói nên lời. Trên thiên lộ, mười phương chiến giới luôn có địa vị cao quý, bọn họ là tồn tại hệt như thần thoại, là cấm kỵ không thể trêu vào. Bọn họ thần bí và hùng mạnh, có thể ra vào cấm khu trên thiên lộ, thu hoạch đủ loại cơ duyên, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng bây giờ, thần thoại rơi xuống phàm trần. Cấm kỵ cũng không còn. Ba chiến giới lớn bị một tên kiếm khách đến từ hạ giới giết cho người ngã ngựa đổ, quả thực vô cùng nhục nhã. Công tử Táng Hoa, hắn thực sự mạnh như vậy à? Đã sớm nghe danh, là kỳ tài kiếm đạo của khu vực Thương Long, từng gặt hái được cơ duyên trên tạo hóa tại Bảo Điện Thương Long. Thật không thể ngờ được, người này vậy mà lại mạnh đến độ như vậy. Thực lực mạnh cũng không đáng sợ. Cái quan trọng ở đây chính là hắn dám trêu chọc chiến giới, lại còn một hơi trêu chọc ba chiến giới lớn nữa chứ, đúng là có hơi khủng bố. Tin tức nhanh chóng lan truyền, gần như trong vòng một đêm, đã truyền khắp cả thành Tứ Tượng. Lâm Nhất cũng không phải hạng người vô danh, danh tiếng của hắn đã sớm lan truyền khắp nơi, cộng thêm việc có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy hắn chém giết chiến tướng, cho nên tuy rằng tin này có hơi bất ngờ, nhưng lại không có quá nhiều người hoài nghi về độ chân thật của có. Chỉ là, ít hoặc nhiều bị hù dọa mà thôi. Nếu trước đó, Lâm Nhất nhờ vào thiên phú kiếm đạo mà có được thanh danh hiển hách, thì hiện tại, hắn đã là một cao thủ mạnh đến mức không ai có thể ngó lơ được.
Có người khiếp sợ, cũng có người thầm bất mãn, thậm chí là khó chịu. Mấy ngày nay, có rất nhiều yêu nghiệt vẫn luôn ở lại trong thành tứ tượng để đột phá thăng cấp. Mỗi một người đều có kỳ ngộ siêu phàm, đã ẩn mình một thời gian dài, vốn định xuất thế ngang trời, một bước lên mây, triển lộ hào quang thuộc về riêng mình trên thiên lộ. Đám người này vốn rất ngạo mạn, đối với chiến giới, bọn họ cũng không quá kính ngưỡng, không nghĩ đó là thần thánh không thể đánh bại được. Không ai muốn xảy ra mâu thuẫn với 10 phương chiến giới trước khi bước vào chung cuộc thiên lộ, cái bọn họ muốn chính là ở trận chiến cuối cùng, trực tiếp ra tay đánh bại những nhân tài kiệt xuất của chiến giới để thế nhân mở rộng tầm mắt. Nhưng thật không ngờ lại bị Lâm Nhất giành trước một bước, sớm chạm cái gọi là thần thoại chiến giới. Trong vòng một đêm, trong thành tứ tượng, không ai không biết danh tiếng của Lâm Nhất. Suốt 2 ngày nay, những lời đồn đãi, bàn tán về Lâm Nhất vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Chuyện này thật sự khiến người ta tò mò, có rất nhiều người bắt đầu tìm hiểu xem rốt cuộc Lâm Nhất đang ở đâu. Cũng có người suy đoán, liệu hắn có thể sống sót mà rời khỏi thành tứ tượng hay không, chắc chắn tam đại giới tử sẽ không buông tha cho hắn. Trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, sợ rằng chủ đề này khó mà hạ nhiệt được. Thoáng chốc, đã 3 ngày trôi qua. Trong một cái sân lớn ở khu phía tây của thành tứ tượng, đình đài lầu các nối liền nhau, còn có hòn non bộ, hồ nước, đầy đủ mọi thứ. Khoảng sân này là một không gian phong bế, cần phải tiêu hao rất nhiều tinh nguyên đan mới có thể thuê được từ trong tay tông phái siêu cấp. Nơi đây vô cùng an toàn, bất kể tạo thành động tĩnh lớn đến mức nào thì bên ngoài cũng không cảm ứng được. Đối với người có ý định đột phá, hoặc tu luyện võ học cường đại thì quả thật là một nơi bế quan tuyệt vời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 136.